mua kim cương, heal, Titanic và các dịch vụ liên quan tới tựa game Pet Simulator tại robotviet.vn. Xử lý đơn tự động nhanh chóng, quẹo lượng ngày hôm nay các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong nội dung liên quan tới tựa game Pet. Trong cái phần 3 của Summer Event này, các bạn sẽ có thêm nhiều con heal mới. Phải kể tới một con heal từ cái máy The Claw Machine này. Cái máy này các bạn phải dùng đơn vị tiền là token. Cái thẻ này được gọi là token. Chỉ cần nhìn vào thôi là bạn đã biết đây là một cái máy gấp thú, một máy gấp trứng, dùng token nè. Game bây giờ cho chúng ta một cái bàn phím ảo để cho những bạn chơi thiết bị di động dễ dàng thao tác hơn. Điều khiển con ghẹ của mình tới vị trí cái trứng mà mong muốn, rồi bấm vào nút đỏ để gấp nó đi. Còn không thì bạn đợi hết thời gian. Khi mà hết thời gian thì máy này cũng sẽ tự động gấp cho mình. Mình vừa gấp được một cái trứng nhân 10. Nhân 10 cơ hội để được con heal pet. Và nó sẽ cho mình cái gì đây? Chúng ta có một con bé mythical. Máy này có những cái trứng với tỷ lệ khác nhau, 1x, 5x, 10x, 20x và cao nhất là màu hồng đằng kia. Chỗ này nè các bạn, 50x. Gấp 50 lần cơ hội chúng ta ra được một con heal pet. Và trong video này mình sẽ cố gắng có được nó. Trứng càng nhỏ tới là rớt càng cao nha bạn. Đây nè, nó rung rinh nè. No. Vô, ok. Ok boy. Ôi sao nó bắp bắp lên nhỉ? Được con mythical ha. Lâu lâu nó nhảy các bạn. Nãy giờ mình gấp được hơn 50 cái token rồi. Gấp hơn 50 lần. Trúng cũng có, trượt cũng có. Trúng thì mình có được những con bé mythical nè, legendary nè. Và cái con đặc biệt hơn là con event. Trứng 20x. Ok, lại là con mythical. Đây mình có rất nhiều con AK Dragon nha. Đây là con bé event. Chỉ có duy nhất nó là event thôi. Và đi vô con máy này, một con tương đương 2 point nè. Các bạn đi kiếm 50 con, nó sẽ cho các bạn một cái trứng event. Cái trứng event này hiện tại nếu mà bán đi á, khoảng đâu đó 8 tỷ tới 10 tỷ. Còn nếu bạn muốn chơi gacha nhân phẩm thì phải mở. Tại vì trong đó mình sẽ có một con heal pet. Hay mình nhớ không nhầm đó là con này, heal cool cat. Con này nếu mở được ra thì bán giá khá là cao nha. Nhưng mà bạn nên cân nhắc, tại vì sao? Cái con dragon hiện tại vẫn thể bán được khoảng tầm 150 triệu một con. Trung bình một con 150 triệu, nhân cho 50 con, các bạn sẽ có tầm 9 tỷ tiền. Trong khi đó nếu bạn có một cái trứng này, nhiều khi treo không biết có bán được 9 tỷ hay không. Theo cá nhân mình nghĩ là bạn bán lẻ từng con rồng như vậy, từng con AK Dragon sẽ dễ bán hơn. Con này là Companion 2 nha, bằng 60% sức mạnh của máy mạnh nhất của Inventory. Inventory của mình còn mạnh nhất là con này, Taskmaster Shiny St. Angelus 583Q. Thì cái con AK Dragon sẽ copy 60% sức mạnh. Ok, tiếp tục nào. Rồi, trượt luôn. Về cái bí quyết để mà gấp được cái máy này, mình không có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mình nghĩ là các bạn nên né những góc ra. Những trứng tỷ lệ cao thường sẽ nằm ngay góc. Với những vị trí ngay góc này, thường cái cần nó sẽ không đưa tới. Gấp ở khoảng giữa này sẽ ok hơn. Và cũng nên coi là khoảng giữa này có nhiều trứng hay không. Do những cái trứng nó quá nhiều, nó sẽ là vật cản. Cái cần gà các bạn sẽ không đi đúng mục tiêu được. Trứng 20x. Ôi, không lên luôn. Ở đây mình có 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng, 3 trứng 20x nè. Thì như tỷ lệ game có nói ha, tỷ lệ càng cao, cơ hội ra heal càng nhiều. Ở đây mình không biết là có trường hợp ngoại lệ hay không, nhưng mà đa số các bạn khoe trên group kiếm được con heal Agakhet là con heal pet từ cái máy này nè. Đều mở từ trứng 50x, 50 hoặc 20. Đây 20 là trứng màu xanh dương, bang legendary. Chưa thấy bạn nào khoe mở từ trứng 1x, 5x, 10x mà ra được con heal hết. À, cái hộp kim cương này cũng cho mình khá là nhiều nha mọi người nha. Mình nhớ không nhầm là khoảng tầm trên 200 triệu kim cương á. À, 48 triệu. Cái hộp lớn các bạn, hộp bự bự mới cho nhiều nè, hộp dây màu tím à. Còn cái hộp nhỏ thì cho mình khoảng đâu đó gần 50 triệu kim cương. Chúng ta lại có tiếp một trứng 20x rồi. Để xem lần này nó sẽ cho mình con gì đây. Ơi, các chú đùa anh à. Đi tới đó rồi mà còn va vào cái cạnh và rớt ra ngoài nữa. Game lừa thật sự. Phải gấp được nó. Rồi nó đá trứng 20x ra và cho chúng ta một trứng 1x. Màu đỏ là 1x nè. Quê thiệt sự. Ok, một con legendary. À, thì nhắc lại về những cách các bạn có thể kiếm được cái token. Trong video review mình có nói rồi ha, nhưng đây nhắc lại cho bạn biết. Đầu tiên là rank reward, ăn phần thưởng từ cái rương này cho chúng ta token. Thứ hai là daycare, nhận phần thưởng từ daycare sẽ cho chúng ta token. Cái thứ ba là nếu bạn có chơi pay to win, mua game pass VIP thì nhận từ VIP gift, mỗi lần nhận như vậy cho bạn khoảng đâu đó 10 token. Cái thứ tư là chơi free to play, treo máy, free gift. Hình như ba gift đầu tiên không có cho mình đâu, nhưng kể từ cái gift này nè, cho tới cuối cùng thì mỗi gift đều cho các bạn token. Cách tiếp theo đó chính là bám theo cái summer event. 3 ngày đã trôi qua từ phần 3 rồi, mình đã cày được tới cái rank là 69. Video tiếp theo mình sẽ cày lên rank 200 để coi là tốn tất cả bao nhiêu điểm để hoàn thành được cái phần 3 này. Đây có rất nhiều token nè, 10 token. Và cách cuối cùng đó là mua bằng Robux. 400 Robux các bạn chỉ có được 25 token thôi. Với mình đã có được con mythical mạnh nhất trong game, Arcatoc. Sức mạnh nó sẽ nhỉnh hơn cái con San Angelo một tí thôi. 238. Nhưng nó xếp đằng trước nha. Kiếm từ máy Claw Machine. Và con pet này các bạn thấy kiếm được từ con Mysterious Merchant hay con Merchant bình thường. Cái Merchant lâu lâu cũng sẽ random ra con Arcadoc đó nha mọi người. Đó cũng là một cách để giúp các bạn có thể kiếm được con này và hóa lên đám Master nhanh nhất. Còn nếu không thì cứ đi gấp thôi. Rồi, chúng ta đã có được trứng 20x. Đừng có rớt nha. Come on. Aish. Ta là một người nóng nảy. Developer có biết không hả? Phải bắt được nó. Trứng 20x. Yes. Một con Mythical. Thôi đi mua đi các bạn. Hồi đầu trước khi quay video này mình có tới 270, khoảng tầm 270 token lần. Gấp 60 lần mình tốn hơn 20 phút, khá là mất thời gian luôn. Cái này chắc để dành đi, để dành bữa nào rảnh lên livestream này kia mình gấp. Còn bây giờ mình sẽ đi qua bên Trading Plaza, mua cho nó nhanh. Heal Arcade, giá tham khảo của nó tầm 200 tỷ.
Cái này gọi là Valute nha bạn. Còn cục kim cương mà thấy trong game nó gọi là cái Rap. Giá trị đấu giá vừa mới xuất hiện, vừa mới gần đây nhất. Nhắc về mấy con Hillpet thì trên trang robertviet.vn, bên cạnh các dịch vụ là mua gem auto, mua Hillpet, bán trước lưu siêu, thì đã bổ sung thêm một cái mua Hill. Nó vẫn là Hillpet, nhưng mà là auto. Cái dịch vụ mua Hill ở đây là thủ công, tức là phải có nhân viên đi vào xử lý. Còn này là auto nha bạn. Giao dịch đã được 100 con rồi nè. Giao diện nhìn cũng ok. Thời gian xử lý cực kỳ nhanh. Theo như web nói khoảng tầm từ 5 phút thôi. Cách mua hết sức đơn giản ha. Các bạn bấm vào một con Hillpet. Sau đó điền tên người dùng. Như tên của mình là Rankit 512 nè. Xong bấm xác nhận mà thôi. Với một thông tin mình nhận được là trong tuần sau, bên web sẽ triển khai tiếp cái event giờ vàng. Nghĩa là trong thời gian đó bạn mua, số lượng kim cương bạn sẽ được bonus nhiều hơn. Khi nào có thêm thông tin mình sẽ đưa video tới các bạn nha. Đừng quên like và đăng ký kênh các bạn người mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hill ArcadeCat 2547 con. Giá rap từ 187 tỷ tới 228 tỷ. Theo như trên web á, thì cái con Arcade Dragon, con event từ máy Claw Machine, các bạn thấy bán được khoảng tầm từ 200 triệu. Ở đây mình có là 215 tỷ nè. Chức năng của nó là Gip 3, không ngon cho lắm. Một con bát event bán 1 tỷ à. Cái này chỉ lùa được những người gọi là không biết cái máy Claw Machine thôi. Cái giá này ok đó bạn, nhưng mà cái chức năng Ingem mình không thích cho lắm. Sau khi đi tìm khoảng tầm 4 server khác nhau, mình đã tìm được mỗi con Hill Arcade Cat. Chức năng là Set Breaker 1, 50% sức mạnh để đi farm cái rương. 225 tỷ, cũng hợp lý ha. Mốt luôn mọi người. Cái máy Claw Machine này sẽ tồn tại trong phần 3, tức là khi hết sự kiện mùa hè, máy Claw Machine cũng sẽ biến mất. Lúc đó thì cái con này không ở được nữa nha. Nó nháy mắt với mình kìa. Cute. Đó là dung video này. Tuy trữ khá là nhiều token, với mong muốn là sẽ gấp, tự tay mình gấp được con Hill Arcade Cat. Nhưng thôi, cuối cùng mình đi mua cho nó nhanh. Và nha, hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Xin chào.